Nhung ơi, Nhung, con khóc sùm đấy em. Trời ơi, Nhung cũng không được nữa. Nhung ơi, em đâu mà nhỏ khóc sùm vậy? Rồi, đi đâu nữa rồi? Trời ơi, thiệt là khổ. Ơi, nên đi con, ba đây con. Ơi, nên đi, ba đây nè. Nhung à, má ăn tu ơi. Trời ơi, cái giọng này chắc là bỏ đi đánh bài đánh bạc. Vợ con cái gì mà cờ bạc tối ngày? Giờ nay còn đi cờ đi bạc, khổ ơi là khổ. Nên đi con, nên đi con. Ơi ba đây. Chi dầu tình màu thôi, tình qua một nửa cho rồi. Trời quá trời nè. Hả, cái gì đây? Trời ơi. Hả, tờ giấy nhầm, tờ giấy nhầm còn in rành rành những dòng chữ. Kinh gợi ông bà đã ta hả? Trời, khốn nạn, khốn nạn. Đúng là Nhung đã đi tố cao tu về nhà chức trách. Đúng là Nhung đã phản bội tôi rồi. Trời ơi, con ơi, Nhung ơi, sao em nỡ đành đón bỏ đi khi con tu nó mới vừa lên 2 tuổi? Sao em đành quay lưng quạnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt một đời không gian thì bị tội dài.
Con ơi, con, ba sắp vĩnh viễn xa con rồi, mà không biết bao giờ mới gặp lại con. Kìa anh Minh, anh Bằng, anh Minh, tôi rất đau lòng đến đây để bắt tôi phải không anh? Mình là bạn thân với nhau mà nói tôi lại. Không sao, anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Tôi đang buồn là buồn cho con vợ của tôi thôi anh à. Con tu con, con ơi con hãy nín đi để cho cha cô đầy đủ nghị lực mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờ. Sẽ xa cách biết đến bao giờ, trong cổ ải ngục tù, trong kiếp sống lao lùng. Xin anh ráng bình tâm, trước thảm trạng xảy ra tôi cũng xót xa lòng, khi phải đến nơi đây anh đã nhận được bức thơ là anh đã hiểu rõ. Tôi không chua xót cho phận mình mà chỉ thương hại con tôi phải bơ vơ. Anh Minh, còn có chúng tôi đây có thể giúp anh được nhận gì? Chúng tôi chẳng chối từ trong thiên liên. Anh Bằng, tôi được thơ tố cáo, tôi bàng hoàng ngơ ngẩn. Xin anh hãy thứ lỗi cho tôi, vì ngoài tình bạn tôi còn nhiệm vụ của tôi nữa. Anh hãy cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Không có tố cáo nào chính xác cho bằng chính vợ của mình. Anh Bằng ơi, thu thật với anh, tôi chính thật là đừng cướp bạch hải đường. Tôi cướp của giết người để cho vợ tôi có đủ tiền xe xuống nhục lụa, có đủ bạc bài thâu đêm, rồi trong xa ngã có son băng bạc tiền. Người đàn bà đã sẵn lòng phản trách. Trời ơi, thật tôi không ngờ mà. Phải, anh chị làm sao ngờ được thằng Minh bạn của anh chị lại là tên tương cướp sát nhân giết người đọt của. Cũng như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi. Chính tôi chứ cũng thật không ngờ. Tôi sợ thật tên tướng cướp bạch hải đường mang tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tội lỗi. Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trị trên ngôi vàng tình ái, thì tôi là kẻ trắng tay thì làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sống của tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đời. Ngày cưới nhung về làm vợ, tôi biết chắc rằng sẽ đổ vỡ một
một mình duy anh chị ơi. 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, bắt nay tôi vội tìm đường vào dòng lao lý. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội, giữ chim giỡn tàu bờ giờ cuối trời. Vợ chồng tôi sẽ nuôi cháu bé hai anh trong những ngày tháng năm đền tội mới lâu. Anh hãy yên lòng vững tâm, tình thương của vợ chồng tôi dành cho đứa bé như là ruột thịt. Được như vậy tôi quỳ xuống đây, tôi lại đội ơn anh chị. Anh Minh ơi, qua giây phút tâm tình tôi đã hiểu được lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ăn năn hối hận. Còn tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn, đôi thở nào hai đứa chung trường chung lớp bên nhau. Nhưng cay nghĩa cay là cuộc đời ngang trái chớ chiêu, với hiện tại tôi là thân cha còn anh là tội phạm. Tôi xin phép anh làm bổn phận sau khi mình cùng nhau chúc càng tâm tình. Thưa dân, xin anh cứ tự nhiên, tôi là tên cứng cướp bạch hải được chính đưa hai tay ra.